Cái gì vậy? Trời ơi, Suzy. Sao nào? Ôi, lần đầu tiên chị được ăn một miếng salad mà làm y như dừa khô luôn. Wow, ngon thế. Ăn xong nó phê hết cả người luôn đó. Buồn quá đi, một mình buồn thật đấy con bé đấy, thế thôi nhưng mà nó vui lắm đấy. Cái gì vậy? Trời ơi, Suzy, em đi ngủ thế không nhìn chị gì cả. Tại chị cũng không bị để ý đường đâu. Chị đang buồn bởi vì hôm nay em không đi học cùng chị thế này. Chị thương em như thế mà em thì chẳng nhìn chị gì cả. Ủa, sao quay gì đấy? Quay gì đấy? Của em à? Ý giời ơi, em ba con cả chị mà. Thế à? Thế mà không nói sớm lại cứ ngồi mà. Đây ngồi ăn chừng. Ngồi đây. Em theo chị đây, còn đâu là em đi để em lại ngã. À thế à? Cô chị bảo là bình thường là em có là ngã đâu. Wow, có đều là quán gì đây? Đây là salad dừa vị sữa chua. Ủa, chị thường ăn ra mứt dừa nhá, rồi các loại dừa thôi, dừa khô, dừa tươi, dừa sợi, dừa các kiểu, dừa miếng. Sao vào đây này có salad vị sữa chua dừa. Lạ thế. Em khác đi. Mà sao hôm nay em đi đâu không sang rủ chị đi học, làm chị buồn vẫn thờ luôn đấy. Bởi vì em lúc đấy là mẹ em đang ốm. Thế à? Thì rất chỗ là em không làm được. Em phải đi. Đúng là dừa luôn. Trời ơi, xé thế này đi. Chứ không ăn mình bóc làm sao được. Xem nào. Ôi, lần đầu tiên chị được ăn một miếng salad mà làm y như dừa khô luôn. Wow, ngon thế. Ăn xong nó phê hết cả người luôn đó. Ôi ngon đấy. Phê như con tê tê. Ừ, phê như con tê tê luôn. Ôi này, thế nếu mà thế này mà nhá, để ra đĩa nhá, ai cũng bảo là đây là dừa sấy, đúng không? Chẳng ai bảo là salad luôn. Làm gì có miếng salad nào mà giống như mứt dừa ấy này. Ôi, cả hết Tết năm nay nhà mình rồi, đừng làm mứt dừa đúng không? Cái này ăn còn ngon hơn này. Ôi, mà giòn thế. Giòn thơm. Lại còn béo ngậy nữa. Wow, ngon thật luôn đấy nhỉ. Hay thế. Hôm nay chúng mình gặp nhau như vậy được ăn rồi ngon. Ngậy nó chua nhỉ em nhỉ. Suốt ngày bắt nạt chị thôi ấy. Chị cái yêu chị thôi. Chị biết rồi. Chúng ta phải trả hết ra này ăn. Hôm nay chị em mình à, không ăn xong không về. Đúng không? Tại sao lại không ăn xong không về? Chúng ta nhất định không ăn xong không à? Em không thấy à? Bố em với bố chị ơi ngồi uống bia với nhau á, hôm nay không say không về. Thế mà chị em mình hôm nay cũng bảo là hôm nay không ăn xong không về. Còn đấy, nước canh ngon à? Ngon nhỉ? À, giỏi thế. Cảm ơn cho người nãy đi. Tại chị ơi. Kênh gành đá. Đúng là cái đồ ba sừng.